tập 21, tập mở màn của phiên bản 2 ngày 1 đêm mùa lễ hội này vẫn mang đến những pha tung hứng nhịp nhàng, những miếng hài quen thuộc của dàn cast mặn mà. Dù theo lời Dương Lâm, đôi lúc vẫn còn bị rớt miếng vì hơi lụt nghề sau một thời gian dài không ghi hình, nhưng nhìn chung vẫn đáp ứng được yếu tố giải trí và mang đến những trăn cười nghiêng ngả cho khán giả. Ngoài ra, một hành trình mới đến với một vùng đất mới Quảng Bình, cùng với đó là sự góp mặt của ba khách mời đến từ nước ngoài đã mang đến một luồng gió mới đầy thú vị cho chương trình. Sự đổi mới và xuất hiện của ba người bạn đến từ Mỹ, Pháp và Hàn Quốc cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Sau gần 2 tháng tạm nghỉ, món ăn tinh thần quen thuộc vào mỗi dịp cuối tuần vẫn giữ vững phong độ khi trở lại và tiếp nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Các fan của chương trình một lần nữa được mãn nhãn với những khung cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực của từng vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam tươi đẹp. Đồng thời là màn tái hợp cười ra nước mắt của 6 anh em thân thiết. Nhiều netizen để lại bình luận rất vui vì chương trình ở lại, vui hơn nữa vì không thay đổi dàn cast. Cảm ơn ekip đã cố gắng mang 2 ngày 1 đêm trở lại với khán giả thật sớm như vậy. Nhìn chung tập này hay mà, dàn cast thì quá thân quen rồi, mặn miếng và những pha tung hứng của họ mực mà hơn. Còn ba khách mời vì là người nước ngoài nên khó hòa nhập hơn một chút cũng rất dễ thương. Không thể đòi hỏi những người chưa bao giờ gặp nhau có thể kết nối với nhau tốt sau nửa ngày được. Không ngờ có anh rung lắc với Phúc Mật tham gia, mấy ổng hài sẵn rồi mà tham gia chương trình này cắt cười xỉu. Tập này cười không nhặt được mồm với Kiều Minh Tuấn, làm gì cũng mắc cười. Sau mùa 1, nhan sắc thăng hạng hình như độ vô tri cũng tăng. Tập mở màn đã cười rất quay hàm rồi, 2 ngày 1 đêm giữ vững phong độ quá, mãi đỉnh ạ. Suốt từ tập đầu đến giờ thì mình thích nhất tập này, đúng là sự trở lại lợi hại và mặn mà hơn xưa. Còn bạn cảm thấy độ hài hước của tập 21 2 ngày 1 đêm mùa lễ hội như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé.